Mến chào quý khách hàng đã đến với kênh của Bob Shop. Hôm nay tôi xin review đệm chống va của hãng Master Sea, một hãng đệm chuyên sản xuất đệm va cho tàu thuyền. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn là bơm cái đệm này lên. Rất là đơn giản, trước tiên là tháo cái vít trên đệm va, sau đó mình dùng máy nén khí và mình bơm vào. Rất là đơn giản, không cần phải dùng van hay là bất cứ phương tiện hỗ trợ nào hết. Thì đệm va này có kích thước là 60 x 22 cm, rất là dày, đến từ thương hiệu Master Sea đó. Thì quý khách hàng thấy là thương hiệu này thường thấy trên những cái tàu cano cao tốc ở Việt Nam. Thì kích thước là 60, chiều dài là 60 cm, và chiều rộng là 22, phù hợp cho những con tàu dưới 10 m. Tác dụng của nó là để bảo vệ mạn tàu khi mà mình cập bến hoặc là cập vào những con tàu khác không bị trầy mạn hoặc là vỡ mạn. Rất là chất lượng. Với chất liệu là PVC dùng cho marine, có thể chống được tia UV, chống được môi trường muối biển, chống được ánh nắng mặt trời. Rất là bền bỉ. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái vít này vào. Sau khi bơm thì chúng ta vặn cái vít màu trắng như này vào thì là đệm rất là không thể bị xì hơi ra được. Rồi, cảm ơn quý khách hàng. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại phần mô tả là 0906 737 989 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn quý khách hàng.